À, chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Công ty Louis đang có một cái dự án thiết kế xây dựng biệt thự tại nơi đây. Thì phía sau lưng mình đây chính là địa điểm, vị trí mà xây dựng của ngôi biệt thự này. Thì bây giờ mình đang theo chân các anh em chắc đạt xuống dưới đây để đo định vị lại các tiêm cọc để sắp tới là sẽ ép cọc. Thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng dự án để thấy cái quy mô của dự án này ha. Rồi ok, đi theo chân mình. Cổng vào dự án các bạn. Đây, khu đất rất là rộng. Có thể thấy mình thấy có những cái thùng đựng nhựa đường chất ngổn ngang ở đây. Đây còn đây là các anh em đang định vị tiêm cọc ha các bạn. Đã có rất là đánh dấu rất là nhiều chỗ ở đây này. Này như là cọc số 1. Đó, kế tới là cọc số 2. Còn cái tường này cũng làm dấu mình cũng không hiểu rõ lắm. Khoảng đất ở đây rất là rộng ha. Thì hình ảnh thiết kế phó cảnh 3D của dự án thì mình sẽ để trên màn hình. Rồi ngoài ra thì mình cũng sẽ cho các bạn xem một góc flycam cái quy mô dự án này nhìn từ trên cao. Dự án này đất rất là rộng và bự. Mình được nghe được chia sẻ là sẽ còn một khoảng phía sau nữa là để xây hồ bơi và quán cà phê gì nữa đấy. Vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn về cái dự án mới của Louis trong năm 2020, một cái dự án biệt thự tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thì sắp tới khoảng 2 ngày nữa thôi là bắt đầu sẽ cho đội xuống ở đây để ép cọc. Các trong đoạn tiếp theo mình sẽ dẫn tiếp tục xuống đây để mình ghi hình tiếp những cái giai đoạn xây dựng phần thô và hoàn thiện của ngôi biệt thự này. Thì các bạn nếu có quan tâm thì có thể đăng ký kênh của Louis để nhận được những video thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.